cho 0,15 mol Al2O3 tác dụng với H2E4. Đây. Tạo thành Al2SO4 tất cả 3 cộng cho H2O. Rồi. Bằng cân bằng đây là 3, đây là 3 là đủ. Rồi có mol rồi. 0,15 0,4. Đây là mol ban đầu. Đây là phản ứng và đây là sau phản ứng. Rồi. Chúng ta giả sử ở đây ta giả sử Al2O3 phản ứng hết 0,15. 0,15 thì chuyển qua đây là nhân 3 chia cho 1 là 0,45. Vô lý. 0,45 là lớn hơn lượng ban đầu. Điều chứng tỏ chúng ta làm điều ngược lại là đúng. Như vậy thằng này phản ứng là 0,4. Chuyển qua đây. 0,4 nhân 1 chia 3 là 0,4 trên 3. Lưu ý cái chỗ này mình không nên làm tròn, bởi vì nếu đây kết quả cuối cùng rồi mình làm tròn. Như vậy nó dư lại em tính như sau, em lấy 0,15 này trừ đi 0,4 trên 3. Rồi, nó bằng 1 phần 60 nha. Nhớ thầy là đừng bao giờ làm tròn em sẽ tự trả giá. Bởi vì lỡ đâu cái con số này nó là chia hết cho 6 đúng không? Thì cái đó nó ra một con số tròn và coi khi đó em làm kết quả nó bị sai mất. Và bên này cũng vậy. 0,4 trên 3. Đây là 0,4 trên 3. Đó. Điều cầu chúng ta là tính khối lượng thằng này tạo thành hay là thu được. Chúng ta lấy mol là 0,4 trên 3 nhân cho nhôm là 27 nhân 2. Chúng ta tính rồi, S32 oxy 16 nhân 4 thì thằng này là bằng 96. 96 nhân cho 3 để cho em. Các bạn bao nhiêu? Dạ 45,6. Đẹp đúng không? Dạ đi. Do đó đừng đừng bao giờ làm tròn, nhớ nha. 45,6 gram. Câu C, thế thôi. Để cho